Hai, xin chào bạn, chào mừng các bạn trở lại với kênh của tôi. Và hôm nay thì tôi lại tiếp tục có một chuyến khảo sát ở tại công trường cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận. Thì hôm nay thì khảo sát thực tế lần này thì để tìm hiểu xem công trường cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận đã đang trong quá trình làm những gì và xây dựng những gì để cho tiến độ nó sẽ kịp tiến độ như nào. Thì theo như tìm hiểu của tôi nha các bạn, thì công trình cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận sẽ được thông tuyến vào cuối năm nay cũng như là vào dịp Tết sẽ cho thông xe. Thì vào dịp Tết lần này thì theo như tìm hiểu tôi cũng nắm bắt được là sẽ cho những phương tiện dưới 16 chỗ di chuyển trên cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận và những phương tiện có trọng tải dưới 2,5 tấn nha các bạn. Thì ở trước mặt các bạn thì tại công trường nơi đây thì đang các anh kỹ sư đang đo ngắm cũng như là làm chân cầu, làm móng cầu. Đó thì ở vị trí này thì đang làm móng chân cầu và ở đây thì các công nhân đang làm các giải phân cách, đổ bê tông làm giải phân cách. Đó các bạn thấy đó, trước mặt các bạn là những miếng giải phân cách cũng như hay gọi là con lươn các bạn. Đó, đang đổ các giải phân cách. Rồi thì tiếp tục đến vị trí này thì ở tại đây thì đang làm cầu vượt. Còn vị trí các bạn đang xem á thì đang chờ xử lý đất yếu, đang chờ lún, xem vị trí nào có xảy ra hiện tượng hiện trạng như là lún thì sẽ cho sửa chữa lại nha các bạn. Thì các bạn thấy rồi đó, thì do đồng bằng sông Cửu Long là nơi mà đất yếu rất là nhiều nên dễ xảy ra sụt lún nha các bạn, nên khi làm đường cao tốc sẽ rất là nhiều khó khăn. Ở nơi này thì đã được cán đá rồi thì đang chờ lún. Các bạn có và mọi người có thấy bất ngờ không khi mà thông tin cũng như là con đường cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận này sẽ vào dịp Tết sẽ thông xe nhưng mà chỉ dành cho những xe dưới 16 chỗ và những phương tiện có trọng tải dưới 2,5 tấn nha các bạn và mọi người. Ở vị trí này thì đang cán đá. Đây. Ở đây là một đoạn mà gần với trạm thu phí Hân Cố Nghĩa nha các bạn, gần với nút giao Hân Cố Nghĩa. Đó, ở vị trí này thì đang làm các giải phân cách, đang làm đổ bê tông các giải phân cách. Đó trước mặt các bạn đang nhìn thấy đó. Thì vị trí này đó các bạn thấy thì đang làm cũng như là giải đang xây lan can ở trên cao tốc. Hai bên đang xây hai bên. Thì ở vị trí này chỉ cần cán nhựa, đổ nhựa lên là hoàn thiện thôi các bạn. Hiện tại thì đang xây hai bên hông lan can. Đó thì hôm nay thì tôi có một chuyến khảo sát ở khu vực gần với nút giao Hân Cửu Nghĩa, đầu nối Hân Cửu Nghĩa nha các bạn. Thì ở tại vị trí này thì hiện trạng cũng như là tiến độ thì như các bạn đã tìm hiểu và ở biết các clip trước đó, thì đã như thế là cũng đã 60% rồi. Có thể là chỉ cần vài tháng nữa thôi là cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận sẽ được thông tuyến các bạn. Rồi hẹn lại gặp lại các bạn ở clip tiếp theo về cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận này nhé. Nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ.